lần đầu xuất hiện sau đám cưới thế kỷ, trông nhăn nhó, vợ lại gây suốt vì áo in chữ đặc biệt. Ngày mùng 3 tháng 10 tờ Just Jan và Daily Mail đưa tin, Justin Bieber và vợ Hailey Bieber đã xuất hiện lần đầu tiên sau đám cưới thế kỷ. Cặp vợ chồng trẻ đã cùng nhau đi hẹn hò lãng mạn như hồi mới yêu, xem phim tại dạp IPIC Westwood vào ngày mùng 2 tháng 10 ở California. Sau màn xem phim, Justin và Hailey đã đi ăn trưa ở Beverly Hills. Cả hai đều gây chú ý với biểu cảm và cách ăn diện đời thường. Justin nhăn nhó và hơi khó chịu với cái nắng ở California. Trong khi Justin trở về dáng vẻ xuôi xòa và thoải mái thì Hayley lại sành điệu hết nấc, còn gây chú ý vì chiếc áo khoác da in chữ vợ, ở đằng sau, như muốn tự tuyên bố mình đã là vợ người ta.